Hay thôi chị lấy ở giữa đi. Ví dụ đôi này 37,5 mà chị hay mang 36,5. Hay thôi chị lấy 37 đi. Và đố các bạn, nó có vừa chân tâm không? Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này với hàng ngàn video ngoài kia. Hôm nay là một cái video unbox những đồ Tâm mua cho Noel và mùa cuối năm. Thì lúc mà Tâm gom cái list á, Tâm cảm giác nó không có nhiều lắm giống như những cái video trước. Nhưng mà Tâm cảm thấy là không, tại vì là mình mua cho mùa lễ hội mà. Mà cái mùa lễ hội đâu có nhiều đâu các bạn. Nó chừng chút xíu, khoảng chừng Noel xong tới năm mới rồi tới Tết. Nhưng mà Tâm gom một hồi lại những cái món nhỏ Tâm cảm thấy cũng ok. Cũng vừa một cái video đập hộp với các bạn á. Món đầu tiên là một chiếc áo khoác choàng tắm, một cái robe của Dior. Ta-da! Có một cái dây. Nói chung thực ra cái dây này nó giống với cái áo. Các bạn có nhớ là Tâm một cái áo choàng mà nó cũng bên trong là cái họa tiết oblique này của Dior và bên ngoài là màu trắng mà bông bông, nhìn nó giống như một cái khăn tắm không? Đó thì Tâm cảm thấy là những cái dây này nó cũng giống với cái áo đó. Nếu xui rủi thôi nha, mà mất một trong hai cái dây thì vẫn có thể xài được cái dây còn lại. Có hay theo dõi những cái vlog trước của Tâm á, các bạn sẽ biết được là Tâm có một cái niềm đam mê bất tận cho áo robe. Tại vì là Tâm cảm thấy nó rất là sướng. Mỗi lần mà Tâm mặc lên Tâm cảm thấy cuộc đời này sao mà nó có thể nhẹ nhõm và relax đến như vậy. Đó cho nên Tâm đi đâu, Tâm những cái nơi nào mà phù hợp á là Tâm đều mặc robe cả. Bởi vì nó rất là tiện. Nó vừa tiện mà nó khỏe mà trời ơi nó sướng. Ôi trời, nó tuyệt vời các bạn à. Thú thật đó chính là khi mà nhận về Tâm hơi thất vọng. Tại vì Tâm tưởng tượng là nó sẽ dài hơn, dày hơn, sẽ cảm giác nó Dior hơn. Còn cái này Tâm cảm thấy nó hơi không biết nữa các bạn. Nó giống như cái khăn lông á. Nói chung là Tâm mong đợi hơn. Nhưng mà cũng không tồi đúng không? Thì tất nhiên rồi, Dior mà. Rồi cái tay nữa, Tâm tưởng nó phải là tay dài. Tại vì thường giống như những cái robe khách sạn á các bạn, thì nó phải tay dài. Còn này tay nó lại hơi ngắn. Áo này có giá 66 triệu. Cái này có một cái nón nữa các bạn à. Đó, xinh he, dễ thương. À, dưới này có cái chữ Christian Dior. Và được tặng kèm một cái túi vải á, để mà đựng đồ á. Nhưng mà để đựng vest á, áo vest á, đó. Và một cái móc, nó mắc tiền là mắc những cái này các bạn à. Ok, tiếp theo. Đây là một cái item nữa trong cái bộ sưu tập của Chuck Mus và Nike. Mà các bạn nhớ Tâm có nói là Tâm mua gần hết bộ sưu tập không? Thì đây là cái áo hoodie. Này các bạn thấy ở đây nó có cái logo Nike này thấy không? Và cái logo, à đây logo nằm đây. Logo Chuck Mus nằm đây. Tâm mua cái này á, bởi vì là Tâm cảm thấy là nó là một cái màu dễ mặc, dễ phối, không bao giờ bị lỗi mốt. Và thật sự cho các bạn là khó mua lắm á. Tại vì tất cả mọi người đều như Tâm á, đều cảm thấy là must buy á, nên tất cả đều đi mua. Thật sự để đi kiếm thì cũng hơi khó. Mà khi mà kiếm được rồi á, nhiều khi là còn bị ố màu sao á. Cho nên là các bạn mà hay mua đồ cho Tâm á, bạn phải trả cái áo đó lại. Tâm phải tự đi tìm trên mạng ở bên Mỹ. Thì là cái áo này có giá là 171 đô, khoảng 4 triệu. Mà có một cái rất là mắc cười nha các bạn, đó chính là tùy size thì sẽ có tùy giá khác nhau. Trong khi bình thường á, là nếu mà các bạn mua trên cái web chính thức á, size nào nó cũng chỉ có một giá thôi. Còn đây là kiểu mà bán lại á, nhiều khi á, nó chỉ cách một size thôi mà cái giá nó cách nhau rất là nhiều luôn. Như kiểu chợ đen á các bạn. Tiếp theo đây là một đôi boot của Prada. Tâm rất là thích, Tâm vẫn chưa có dịp mang. Thật ra Tâm thử đồ chứ phải là không, nhưng mà mình chưa phối ra một cái outfit hoàn chỉnh này nọ cho nên cũng hơi hồi hộp đó. Nhưng mà Tâm rất là mong là nó sẽ là một cái món đồ mua thành công nhé. Tại vì nó rất đẹp các bạn ạ, cái đôi boot siêu đẹp luôn. Tâm thử đôi này, Tâm thử size ở Sing, nhưng mà lúc đó vội chạy quá không có kịp mua. Tâm lúc đó Tâm đứng nán đợi, tại vì là khi mà các bạn mua Sing á, là các bạn mang về ra sân bay là các bạn sẽ được trả lại thuế. Cái đôi này mà được lấy lại thuế là cũng giảm được khá là nhiều á, nên Tâm đứng nán lại quá trời luôn. Xong rồi lúc đó là bình thường các bạn phải ra sân bay trước khoảng 2 tiếng đúng không? Lúc đó Tâm đang đứng ở đó là còn có khoảng 1 tiếng nữa là bay rồi, 1 tiếng rưỡi nữa là bay rồi. Tâm nghĩ đâu bây giờ để mà mình được tiết kiệm bao nhiêu đây tiền thuế, mình phải mất tiền khách sạn, mất tiền mua lại vé mới thì nó còn vô duyên hơn. Nên thôi Tâm thấy thôi khỏi đi, Tâm chỉ lấy cái size thôi. Sau đó Tâm chạy về, chạy ra sân bay, bay về Việt Nam thì là may quá là kịp. Thì sau đó Tâm lên cái chỗ mà personal shopper Tâm hay mua á, Tâm nói với bạn đó là cái màu này size này y chang như vậy thì mua giúp Tâm. Thì chắc chắn rồi là phải trả một cái giá mắc hơn, đỡ hơn là bị tốn tiền khách sạn với lại tiền vé máy bay ở lại nha. Xinh lắm các bạn ơi, đẹp lắm luôn á. Ôi đẹp, đẹp ha. Cái túi đây nè, cái kiểu này nó không phải là quá mới đâu. Nếu các bạn có để ý, Prada có những cái kiểu boot này lâu lắm rồi, kiểu Tâm tia lâu rồi á. Và hôm nay thấy cái màu này nó cũng mang lên chân nhìn nó nhẹ nhàng hơn cái màu đen rất là nhiều, cho nên là Tâm thấy must buy. Luôn là must buy nha các bạn. Đây một đôi này. Đẹp ha. So cute. Đôi boot có giá là 40 triệu. Tiếp theo là đang Prada đúng không? Thì Tâm có một cái món nữa của Prada, đó chính là một cái nón. Đây cái nón này là Tâm cũng thử lên ở Sing. Nhưng mà ở Sing thì lại cũng không có size. Thế là Tâm cũng lại một lần nữa chụp hình cho các bạn shopper và bạn tìm giùm. Thì size nhỏ nhất là XS. À S à, nhỏ nhất là S à. Nón này thực ra là của nam, cho nên là dù là S thì nó cũng hơi rộng một chút xíu đối với Tâm. Đổi nó gì nữa các bạn. Ủa chết không được. Hai cái búi na cha hôm nay không có đội được. Nhưng mà đại khái các bạn tưởng tượng nha. Mà tưởng tượng nó như là cái kiểu mà đội ngược lại. Để hình cho các bạn xem nha. Sơn he, logo phải nylon á. Cái nón này Tâm nghĩ là đội cũng được lâu dài nè. Và cái nón này có giá là 16,5 triệu. Mà Tâm nghĩ cái này là có thể mang được, đội được rất là lâu. Cái màu đen nữa, rất là dễ phối đồ đúng không? Tiếp theo là hai món này là hai món được sale các bạn ạ, là hai cái kính của Celine. Tâm mua hai màu luôn, một cái màu trắng và một màu đen. Cả hai cái kính này có giá là 9,7 triệu. Có sale nha, đây đây đây, hai hộp. Đây chính em nó, hai cái. Cái này có thể tái sử dụng thành cái túi được luôn á, túi quai đeo gì nè, cũng xinh. Nói chung là kính cơ bản thôi các bạn ạ, tại vì Tâm muốn đi tìm một cái kính mà cơ bản mặc cái gì đeo cũng được á, mà còn đang sale nữa chứ. Xinh hen. Rồi, thử cái đen lên cho các bạn xem nha. Mà những cái này mới là xài lâu nè. Còn mấy cái màu mà nó hơi cá tính quái quái á, thì nó cũng sẽ chỉ có mùa thôi. Đây, cái đen. Kính trắng thì chữ đen và kính đen thì chữ trắng. Dễ đeo, dễ phối. Xinh không ạ? Ok. Tiếp theo là một đôi pump ha, đôi này cũng có sale luôn. Tại đợt vừa rồi, đợt vừa rồi là Thanksgiving, lễ tạ ơn, Cyber Monday này nọ nhiều ấy, cho nên đồ sale rất là nhiều. Và đây là một đôi pump. Trước khi Tâm mở cái hộp này, Tâm phải nói một điều đó chính là Tâm rất là tức. Khi mà bạn shopper đã, bạn biết size của Tâm, bạn đã đi đặt rồi, thì là bạn ấy đặt cho Tâm size 36,5. Thì Tâm mới kiểu, ôi khoan bạn ơi, để cho mình check lại cái size đã. Tại vì mình không có biết là với kiểu giày này thì size 36,5 có ok hay không. Nên bạn khoan giùm mình nha. Thì bạn ấy phải cancel cái đôi đi. Và mình đi mình tham khảo những người bạn xung quanh mà có một cái đôi dạng như vậy này. Những bạn ấy là mang size gì thì kiểu có xem với mình không. Thì nói chuyện một hồi thì mới rút ra được là mình nên lấy 37 cho chắc. Tại vì các bạn có biết có một cái đôi Prada màu bạc đợt vừa rồi Tâm có inbox nè. Tâm mua size bình thường của Tâm là 36,5 mà Tâm mang rộng rinh. Có một bà chị bạn Tâm để chị thử lên size giày của chị tới 38,5 lần mà chị mang vẫn còn hơi rộng thì Tâm thấy ủa sao kỳ vậy ta. Thì khi mà Tâm ở bên Sing á, Tâm thử một cái đôi y chang như vậy, Tâm coi thử coi là cái size đúng của Tâm là bao nhiêu. Các bạn có biết là cái size đúng mà Tâm nên mua của cái kiểu giày đó là bao nhiêu không? Chỉ có 35 thôi. Trong khi á, là 35 là bình thường là các bạn biết là nó phải một cái đôi giày bé tí à. Nó không phải đâu có size giày bình thường mà Tâm hay mang. Cho nên nó thật sự các bạn, size giày là một cái gì đó nó rất là buồn cười. Cho nên Tâm mới phải đi hỏi kỹ trước khi Tâm mua. Thì tới khi về các bạn Tâm phát hiện ra size 37 mà Tâm quyết định Tâm mua cái đôi pump và size này á, nó bị rộng. Nó bị rộng chắc cả một size tròn luôn á. Tức là Tâm phải mua đôi này 36 là vừa. Tâm tức dã man luôn. Trong khi bạn shopper đã mua 36,5 cho rồi nữa nha. Không chịu đâu, kêu là thôi bạn ơi, chắc bạn lấy cho mình 37 đi này. Ủa, sao trong này và sao chỉ có túi Prada vậy? Xin lỗi. Khúc này hơi lát. Đó. Cho nên Tâm kiểu, nhưng mà không sao, chữa được. Nhét đồ cho thôi, nó rất đẹp luôn á, mà nó còn được sale nữa. Đấy, một đôi cà kheo nữa các bạn à. Đẹp he. Một đôi cà kheo này. Đó, thì đôi này nó hơi to một tí xíu. Cái vấn đề là cùng một cái bộ sưu tập Tâm đã từng mua một đôi rồi. Thì đôi đó của Tâm lại là, các bạn biết lý do vì sao Tâm mua 37 không? Tâm nhớ rồi. Tại vì Tâm có cái đôi này. Nó kiểu nó cũng xem bộ sưu tập với cái đôi này đúng không? Đó, thì khi Tâm mua đôi này Tâm lại mua tới 37,5 lần. Thì Tâm mới thấy là ồ nếu như vậy thì 36,5 là bị chật. Mà Tâm nghĩ nếu mà maybe là có thể là kiểu giày khác nhau thì size khác nhau. Bây giờ làm sao ta, mình có nên mua giống đôi này không hay làm sao? Bé Katie Nguyễn nói với Tâm là hay thôi chị lấy ở giữa đi. Ví dụ đôi này 37,5 mà chị hay mang 36,5, hay thôi chị lấy 37 đi. Thì như vậy nhiều khi kiểu nằm ở giữa, nhiều khi nó cũng an toàn hơn. Thì Tâm lấy đôi này 37 đúng không? Mà mang về nha, thử lên chân thì bị rộng. Công lý ở đâu? Cho những cái size giày này Tâm không thể hiểu được lý do vì sao mà size giày nó phải khác nhau như vậy. Nó rất là buồn cười luôn á. Nè, cùng một kiểu các bạn à. Nè các bạn thấy cái gót nó y chang nhau không? Tâm không thể hiểu được lý do vì sao như vậy luôn á. Mà Tâm mang đôi này vừa. Anyway, đôi này một đôi mới và rất là đẹp. Đó, cái mũi nó nhọn nữa. Thì khi mà mũi nhọn như vậy á, nhìn cái chân nó sẽ nhìn cảm giác nó dài hơn, nó thon hơn. Màu xinh ha. Cái màu gọi là màu ngọc á, màu xanh ngọc. Xanh ngọc, xanh ngọc. Đôi này có giá là 23 triệu, có sale nha. Các bạn hãy nói với Tâm là ủa chị ơi mang ra ngoài đổi lại size chứ có gì đâu. Tất nhiên các bạn ơi là Tâm biết điều đó. Chỉ có cái là Tâm mua qua một bạn shopper. Tức là bạn nó ở đâu Tâm không biết nó thiệt. Nhưng mà bạn nó mua đồ ở Pháp, ở Mỹ, ở này nọ. Về kiểu như bạn là cái người mà đi tìm hàng về cho Tâm á, và ship thẳng tới cho Tâm. Thì Tâm không thể trả được. Bởi vì là bây giờ Tâm đổi size, Tâm đổi như thế nào đây? Tâm có thể gửi được cho bạn đó. Bạn đó có thể lấy cái đó đổi ngược về cũng được. Nhưng mà đôi khi nó có những cái, nói chung là nó bị rất là nhiều thứ phức tạp ở giữa. Bởi vì nó cứ chuyển vòng như vậy thì nó hơi phiền phức. Cho nên để mà đổi size giày nó không có đơn giản như vậy. Nếu mà Tâm mua ở đây, Tâm mua trực tiếp thì ok, một phát đi ra đổi mấy hồi. Nếu mà Tâm đã đi mua trực tiếp thì Tâm ở đó Tâm thử đôi giày luôn rồi. Bởi vì không đổi được cho nên nó mới có những cái vấn nạn về size giày giống như Tâm mới vừa chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo cũng là một cái đôi cũng là vấn nạn nữa các bạn. Đây là một đôi dép của Alexander Wang. Đôi này cũng sale luôn nha. Đôi này rất là xinh, kiểu cơ bản, dễ mang, dễ xài và xài được lâu dài nha. Nó chỉ là như vậy thôi. Và đố các bạn, nó có vừa chân Tâm không? Tất nhiên là không rồi. Còn gì nữa đâu mà cộng với sầu. Các bạn à, một lần nữa Tâm lại mua cái size đúng của Tâm là 36,5. Tâm mang lên cho các bạn xem nha. Các bạn thấy sao ạ? Các bạn có thấy là cái gót của Tâm á, gót giày thì Hà Nội nhưng mà gót chân Tâm là ở Sài Gòn nha. Đó. Đó các bạn thấy là đây là thiếu cả một size thôi. Là Tâm phải mua 37,5 là ok. Đó, các bạn thấy chịu nổi không? Chịu đời nổi không? Mang như là kiểu mà mang dép của người ta vậy đó. Tâm có lên đặt lại một đôi khác rồi và Tâm đang định thanh lý đôi này. Nếu các bạn muốn mua, để lại comment cho Tâm biết nha. Tommy baby. Đó các bạn, xinh đúng không? Quá xinh luôn á. Thật ra Tâm cũng cố gắng lắm, Tâm cũng ráng kiểu Tâm nít cái chân Tâm vô nhưng mà Tâm có thấy buồn cười cực kỳ luôn. Tâm mua về nha, Tâm nhìn cái đôi dép Tâm kiểu nhìn nó hơi nhỏ thì phải. Mà Tâm ráng lừa bản thân Tâm là nó không phải, mà đúng là nhỏ thiệt. Đó, đôi này là sale rồi, có giá 8 triệu. Các bạn mua Tâm bán, Tâm để thanh lý lại 7,5 triệu. Nhanh tay nha, chứ cái này thả ra cái là sold out đó, nhanh lên nha. Đợt vừa rồi các brand tặng Tâm quà cho dịp Noel rất là nhiều. Thì Tâm rất là vui và cảm ơn các brand rất là nhiều nha. Có 2 món quà là 2 cái bộ để mà các bạn có thể, đây Tâm sẽ cho các bạn xem nha. Đây là một cái Advent Calendar của Yves Rocher. Đây là một brand về mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Pháp. Advent Calendar thường là sẽ dành cho cái mùa Noel. Thường các brand sẽ làm từ số 1 tới số 24. Thì những cái hộp này nó có ý nghĩa như thế nào? Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 các bạn mở hộp số 1. Xong tới ngày 2 tháng 12 các bạn mở hộp số 2. Nó cứ như vậy cho tới ngày 24 Christmas Eve là một ngày trước Noel á. Thì cái kiểu Advent Calendar này giống như là kiểu countdown tới cái dịp Noel. Mỗi ngày mở một hộp mới ra, các bạn sẽ nhận được một món quà và làm cho các bạn bất ngờ, kiểu giống như vậy. Em thấy nó dễ thương. Đợt vừa rồi Tâm mở tới ngày 12 rồi, thì bây giờ tới ngày 13 này. Đó, Tâm sẽ lấy cái này ra nha. Thì đây là một cái kem ban ngày. Đó, kem ban ngày nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy để các bạn đi du lịch. Rồi Tâm mở thử ngày 14 nha, xem thử có gì nha. Hôm trước chị Trương Quỳnh Anh có nói với Tâm, chị mà như em á hả, chị mở hết. Tại vì chị nôn coi thử là nó có gì trong đó. Nhưng mà thôi Tâm kiểu Tâm mở từng ngày một cho nó có cái gọi là cho đầy đủ ý nghĩa của brand muốn gửi đến mình á. Nên Tâm không có mở hết một lần, Tâm mở từ từ thôi. Đây các bạn, đây là một cái chai dầu tắm. Đấy. Tiếp ngày 15 nha. Đây là một cái tẩy tế bào da chết, sử dụng 2 lần một tuần. Đó, để đi du lịch các bạn ạ. Đó, xinh ha. Packaging của những cái bộ Advent Calendar nó luôn đẹp, tại vì là nó dành cho cái mùa lễ hội, mùa Noel á. Tiếp theo là cũng là một cái Advent Calendar nhưng mà của một cái local brand, một cái brand Việt Nam, nó chính là của GGG. Này to dã man không? To ha. Đẹp, đẹp dã man. Đó. Thì đây các bạn, rất là nhiều loại serum. Trời ơi, cái hộp dã man ha. Giống như cái hộp lúc nãy là dành cho đến Christmas Eve, một ngày trước Giáng sinh. Thì cái hộp Advent Calendar này là dành cho, mỗi hộp này là sẽ dành cho mỗi tháng. Thì ở đây nó sẽ có 12 hộp các bạn ạ. Thì bây giờ Tâm mở thử cái hộp số 1 nha. Cái này thì sẽ theo thứ tự, còn cái lúc nãy là nó sẽ số nó sẽ hơi random. Đây các bạn, thì ở trên này ghi là Happy January nè. Đây là February. Tâm mở thử cái số 1 nha. Một chai serum. Cái số 2 là đó, một chai serum nữa. Cứ như vậy và các bạn mở hết 12 hộp ra. Tâm cảm thấy đây là một cái dạng quà tặng rất là hay. Không biết năm nay các brand lớn có bán hay không thì Tâm không có rõ lắm, Tâm cũng không có đi tìm hiểu. Nhưng mà Tâm biết là năm ngoái Chanel cũng có bán một cái bộ Advent Calendar này, mà nghe nó cũng mắc chứ không phải rẻ nha. Đó. Rồi rất là nhiều brand khác cũng bán một cái bộ lịch kiểu giống như vậy. đang mùa lễ hội thì làm sao thiếu những cái này được phải không các bạn? Năm nay là nhóm bạn của Tâm chơi dress code là màu gold, green và white. Tại vì nhà Tâm đang decor về cái tông gold đó, tông vàng á, cho nên là mọi người quyết định là sẽ dress code ba màu như vậy để cho nó hợp với màu nhà, chứ không có màu đỏ. Năm nay không có màu đỏ thì Tâm mua những cái này nó có nghiêng về tông vàng, đội cho nó hợp. Đó, cái này là loại không đèn, còn đây là cái này là loại có đèn nè. Đây. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Nó vô mút không? Thinh ha. Đó. Tâm sẽ đội hai cái này. Thì năm ngoái là Tâm đã mua rất là nhiều đồ, bạn bè tới đội lên để mà chụp hình rồi. Cho nên là năm nay Tâm không có mua nhiều nữa bởi vì bảo vệ môi trường các bạn. À, Tâm làm đẹp thì Tâm cũng phải cho chú bé Nippy nhà Tâm làm đẹp theo. Thì Tâm có mua cho Nippy một cái áo, nó là áo cũng không phải, nó giống như là một cái đồ hóa trang gì đó, để cho kiểu ông già Noel ngồi cưỡi Nippy á. Mà con bé này, không phải con bé này, thằng bé này được bị cái á, là cái gì mà nó nặng lên người á, nó không có chịu chạy, nó không có đi, nó đứng nghiêng không à. Cho nên là cái bộ hóa trang mà có ông già Noel ngồi trên lưng thì cũng hơi fail. Mà Tâm để ý á, là khi mà đeo cái gì ngay cổ thế này thì là chú bé vẫn chạy nhảy bình thường, hoạt động bình thường. Nên Tâm đi lên mua những cái đeo cổ thôi. Thì Tâm có mua một cái dây màu xanh với màu đỏ cho Noel, và một cái túi giống như kiểu cái túi tiền á, đeo ở đây dành cho Tết. Đó. Thì thực ra là tại vì con chú bé nó cũng không phải quá to, nhưng mà nó cũng không phải là kiểu bé bé xinh xinh như vậy á, cho nên đeo cái dây lên nó cũng hơi nhỏ so với cái thân người nó. Chỉ như vậy thôi, chứ mà mặc hơn nữa nó không có chịu chạy, nó không có chịu đi, mà kiểu mặt chú bé buồn lắm kìa. Đó, nên thôi đeo dây cổ được rồi. Tiếp theo dành cho Tâm tiếp tục đó chính là Tâm có mua một vài món đồ lạnh từ Zara. Đây là một cái áo cổ lọ màu hồng, cũng khá mát. Đây là một cái áo kiểu áo len cardigan. Tâm thấy cái này cũng rất là dễ mặc, năm nào cũng có thể mặc được, không bao giờ bị lỗi mốt, mà nhìn rất là comfortable, nhìn rất là thoải mái. Còn đây là cái kiểu crop top, áo len crop top đính ống ánh lên đây nè, nó xinh ha, Tâm thấy xinh, Tâm thấy lạ. Rồi còn đây là một cái áo cổ lọ nữa mà nó dày hơn cái áo kia, tay dài, chất liệu ấm áp đó các bạn à, kiểu phê dã man luôn á, mà xinh ha, cái màu đẹp ghê. Cái áo này cũng vậy, năm nào cũng mặc được. Đây là ngứa, ngứa gì sao ngứa vậy? Chứ là kiểu này đêm Noel sao chơi ta. Tiếp theo Tâm có một cái áo của Just K by Lưu Ngọc Kim Khanh. Ủa, cái túi gì đây xinh vậy? Tâm sẽ để hình nha, chứ tại vì bây giờ để mà cầm cái áo lên các bạn sẽ rất là khó hình dung. Đây là cái áo lót bên trong nè, đây là cái cổ áo nè, đây là cái tie caravat, đây là hai cái tay áo nè, còn đây là cái áo nè các bạn. Đó, nó như vậy. Lạ ha. Tâm thấy nó rất là thú vị cho nên là Tâm phải mua ngay. Hay ha. Rồi, để mà cho cái không khí mùa cuối năm nó được ấm áp thì Tâm có mua hai hộp nến này. Mặc dù là ở nhà Tâm cũng đang có rất là nhiều nến rồi, nhưng mà khi mà lên mạng á, thấy cái hiệu này bán cái màu nến Tâm thích nè, là màu đen nè. Cái packaging ở ngoài cũng rất là đẹp nè, cái kiểu Tâm thích. Và đặc biệt nữa là cái mùi hương cũng là cái mùi mà Tâm thường chọn. Cho nên Tâm thấy là đó là một cái combo mà Tâm sẽ gọi là ngoại lệ, bấm bụng Tâm mua. Dù là gần đây Tâm đã không còn mua nến nữa rồi, bởi vì bạn bè Tâm tặng nến Tâm rất là nhiều, cảm thấy rất ấm luôn á. Đây là cái mùi, Tâm thấy cái mùi rất là lạ nên Tâm kiểu như Tâm phải bấm vào Tâm mua liền. Đó chính là mùi tobacco noir, và mùi này là mùi absinthe. Mùi hay lắm các bạn à. Mà nến màu đen nữa các bạn thấy không? Đúng kiểu Tâm thích luôn. Cái hộp nến cũng đẹp, màu nến đẹp, cái hương cũng hay. Tâm được Xéo Sọ tặng một cái bộ áo dài rất là xinh. Cảm ơn Xéo Sọ rất là nhiều nha. Thật là năm ngoái Tâm cũng có mặc một bộ áo dài của Xéo Sọ, và trong một cái đám hỏi của bạn Tâm, Tâm cũng mặc đồ của Xéo Sọ, và Tâm cảm thấy là áo dài của Xéo Sọ nó có một cái gì đó rất là hay, chất liệu cũng rất là tốt, kiểu dáng cũng rất là đẹp. Nói chung là hầu như là dáng ai cũng mặc được á, rất là dễ mặc. Thì cảm ơn Xéo Sọ năm nay cũng đã gửi tặng Tâm một bộ nha. Tết thì không thể nào thiếu áo dài được không các bạn, nên hôm nay đập hộp là cũng phải đập hộp cái áo dài nha. Đây, em cho các bạn coi cái màu, chất liệu, để hình cho các bạn xem nhé. Rất là dễ mặc, kiểu mà dáng suôn suôn, dễ mặc. Ok, đây là món cuối cùng rồi. Cái này không có liên quan lắm đến mùa lễ hội, nhưng mà Tâm cũng mua gần đây nên Tâm khoe với các bạn luôn. Đó chính là quyển Luật Tâm Thức. Gần đây là Tâm nghe sách nói rất là nhiều. Gần đây Tâm không có đọc nhiều, không có trực tiếp đọc nữa, mà Tâm hay nghe nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên Tâm cảm thấy cái sách này là nên mua. Thấy giới thiệu rất là hay, rất là thú vị. Mà Tâm cũng muốn tìm hiểu những cái thông tin nó kiểu giống như vậy nè. Thì là sách này nó liên quan tới như kiểu là một quyển sách về vũ trụ. Vũ trụ ở đây không có nghĩa là về mặt khoa học nha, về mặt không phải là kiểu mà bắt ống dòm mà nhìn nha, mà về mặt chiêm tinh nè, về mặt năng lượng, quan niệm, niềm tin, tần sóng. Đó, giống như vậy. Tâm thấy rất là hay, tại vì là lúc mà Tâm mua cuốn này là lúc đó Tâm mới vừa đọc xong một cuốn về luật hấp dẫn. Tâm cảm thấy nó quá hay đi, và khi Tâm áp dụng nó hiệu quả các bạn à. Luật hấp dẫn khi mà các bạn sử dụng đúng các bạn sẽ thấy nó hiệu nghiệm liền luôn. Tâm thấy đây là một cái chủ đề mà Tâm muốn tìm hiểu sâu hơn, cho nên là Tâm đã mua một cuốn này nữa. Nó liên quan tới tần số rung động đó các bạn, về cấu tạo của tâm trí gì đó, về luân xa huyệt đạo, luật cân bằng của xã hội loài người, kiểu giống như vậy. Cũng là một cái thông tin hay. Rồi các bạn, ok, vừa rồi là những món đồ Tâm mua cho dịp lễ hội mùa cuối năm, lễ Tết, năm mới. Thì sắp Noel rồi, Tâm chúc cho các bạn sẽ có một cái mùa Noel ấm áp, vui vẻ bên người thân bạn bè của mình, hoặc là bên người yêu của mình. Đó, và sẽ có một năm mới tươi mới rực rỡ nha, cái gì cũng mới, cái gì cũng tốt, cái gì cũng tích cực hết. Một lần nữa, các bạn thích món nào nhất trong những món vừa rồi, các bạn để lại comment cho Tâm biết nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên bấm like video này cho Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi mà Tâm ra video mới mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn.